Mời mọi người xem siêu xe thể thao của Lamborghini. Đây là mẫu Huracan. Mở cửa này. Hôm này màu xanh, xanh này rất đẹp. Sẽ đặc biệt của cái dòng xe này là xoay được vô lăng và điều chỉnh góc bánh xe. Đấy, mọi người thấy tôi đã xoay vô lăng chưa? Góc bánh xe sẽ điều chỉnh theo. Mẫu xe rất đẹp. Cụm la răng sau và phanh đĩa phía sau này. Mẫu này thì có thể mở được capo sau. Ở dưới nắp capo là khoang động cơ. Mở cửa bên này. Đây. Lamborghini và Huracan này. Ống xả kép ở phía sau, đèn sau. Đây ạ, mọi người thấy cái khoang động cơ đấy ạ, cơ phía sau này. Trên đây thì chúng tôi xin giới thiệu chiếc Lamborghini Huracan màu xanh, một trong những màu rất đẹp. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.